Để nâng cao nhận thức và góp phần bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp cũng chuyển hướng sản xuất các sản phẩm xanh. Đơn cử như trong lĩnh vực dệt may, xu hướng xanh hóa đã được áp dụng ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, từ các vật liệu làm ra vải và sợi. Thưa quý vị, lá bạc hà, một loại rau gia vị thường thấy trong rất nhiều món ăn của người Việt Nam, nhưng không chỉ dùng để làm thực phẩm, rau bạc hà còn được sử dụng để làm thành phần sản xuất ra vải từ sợi bạc hà. Đây là loại vải mới xuất hiện khoảng một năm gần đây. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống tia UV và mát của bạc hà, loại vải này bắt đầu được ứng dụng trong các sản phẩm may mặc dành cho mùa hè. Cảm giác nó mát, nó thoát mồ hôi tốt hơn so với cả những cái chất liệu như là poly hoặc là chất liệu khác mà trên thị trường nó có. Người tiêu dùng thì hiện nay họ rất là đón nhận những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường. Chúng tôi luôn luôn muốn tiên phong về nguyên liệu. Và bắt đầu từ năm 2009 thì chúng tôi đã đưa ra những cái sản phẩm bắt nguồn từ sợi tre. Và sau cái sự thành công của sợi tre đó thì chúng tôi đưa ra những cái nguyên liệu bắt nguồn từ sợi sen, lô hội và cà phê. Nên là cái việc mà kinh doanh tại cái thị trường nội địa của chúng tôi đang rất là có cơ hội. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đã có những cái cơ hội mà có thể xuất khẩu sang những cái thị trường nước ngoài. Trên thế giới, quá trình chuyển đổi xanh của ngành dệt may thời trang ngày càng rõ rệt và người tiêu dùng không chấp nhận sử dụng những sản phẩm không bảo vệ môi trường. Đây là yêu cầu của nhiều hãng thời trang lớn. Vì thế, sử dụng nguyên liệu xanh hay nguyên liệu tái chế sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu lớn. Doanh nghiệp may của chúng ta thì phải sử dụng được các dòng vải, sử dụng được từ các dòng sợi tái chế hay là dòng sợi không ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Khi chúng ta đáp ứng được yêu cầu thì chúng ta có quyền đàm phán, chúng ta có quyền đặt lên trên bàn đàm phán những cái giá của chúng ta tốt hơn so với những cái giá mà trước đây chúng ta sử dụng các sản phẩm từ nguyên liệu thông thường. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết nhiều hiệp định thương mại cũng dành ưu đãi cho những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Nếu tận dụng được cơ hội từ các hiệp định này sẽ giúp Dệt may Việt Nam mở rộng thị phần trên bản đồ xuất khẩu thế giới.